đình TV của Kai. Thì bữa này mình muốn chia sẻ các bạn là bữa này mình làm nấu một cái lẩu. Thì bữa nay vật liệu của mình đây, cá này là loại con, cái này cá phải cá mua các bạn, cái này là cá câu ngoài biển, nồi lẩu. Thì vật liệu bữa nay bạc hà, mà coi bạc hà mình chồng cái nè, thấy không, dài thon luôn bạc hà. Thì mình bữa nay vật liệu mình nấu là đây, canh chua me với cái lẩu thái, làm cái thái này, rồi rau cái này, rau cái này ngò ôm mình mua rồi các bạn. Nhiêu đây nè, mà gần tính gần 2 đồng đô các bạn, thấy không, mắc kệ sợ luôn. Cái này giờ bữa mình cắm nó, mình trồng nó lại, giờ bữa mình trồng nó. Thì cà, cái này rau, cái này rau cần của Mỹ á, này không, rau cần và giá. Một cái nữa là không có thiếu là bún, mình luộc bún. Đấy. Thì bữa nay cái vật liệu đây là mình nấu hai con cá, lẩu lẩu cá này. Thì mình cũng muốn chia sẻ, tại bữa nay mình đi câu cá mà dính được hai con cá thì mình làm lẩu cá. Chiều về mình làm lẩu cá nha các bạn. Thì mời mấy các bạn theo dõi mình nấu như thế nào nha. Thì chia sẻ với các bạn. Cá mình làm rửa sạch sẽ, mình chặt ra khúc kiểu này nè. Bắt đầu mình đi bắt cái lò lên này nè, mình chiên nó sơ cái mình, các bạn muốn ăn lẩu với các bạn, các bạn muốn để tươi cũng được, muốn cắt thẻo ra cũng được. Thì mình làm muốn nhanh chút xíu, thường thường mình làm lẩu á, cái này nè mình thẻo nó ra, bỏ xương bỏ, rồi mình làm cái lẩu sắc lên vậy ngon. Mà bữa nào mình chia sẻ các bạn cái đó khác, tại vì mình giờ cũng hơi trễ rồi, mình làm nhanh chút xíu, mình chắc có khúc vậy nè. Các bạn để nấu lẩu các bạn bỏ vô ăn cũng được nữa, mà mình không thích, mình muốn cho cái thịt cá này nó thơm chút xíu, tại cá này loại cá này nó ngon lắm, nó tươi, làm vậy thì nó hơi phí quá đi nha. Thì bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình chiên cho nó sơ chút xíu. Rồi ở đây thì cái lon son súp này nè, mình nấu đang nấu các bạn thấy không. Còn bên này thì mình đang luộc bún, thì mình nấu đang nấu 3 lò, một chút một sáo đó, cho nó nhanh, cho nó nhanh đặng ăn các bạn. Thì cao thì mình chưa rửa, cao mình dục bên đó một đống đó, bây giờ mình chiên rồi xong mới nấu, rồi mình đi rửa mình sắc ra đấy, rồi mình bỏ vô mình chớ, rồi mình chiên ha. Thôi đang ngắm giữa là lửa được đó, mình dịu lửa chút xíu đó. Bỏ vô chiên chút xíu. Chiên cho mấy cái đầu này, đầu cá này. Đó, cái gì 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 từ từ vậy. Cái mình bỏ vô mình cho cái lửa nó dịu chút xíu, để mình chiên cho cá đó. Ồ, 2 con mà có thấy nhiều không? Cái cá này mình đi câu á, là phải đi câu, không phải đi mình đi câu tạ mình nghe các bạn. Cá này á mình đi câu, mình đi ở đây Mỹ này nó có cái câu chỗ câu cá, thì mình mua một cái vé gì đó, đi từ sáng tới trưa thì một vé gì đó là 80-85 đô, 75 đô. Cái này đi câu cá thì mình bỏ tiền mua cá càng ngon hơn nữa, cái câu là tại vì mình thích thú vị, mình thích câu vậy, câu vậy, câu hay câu với con đi câu mình chơi từ sáng tới trưa, ngoài biển tàu rất là lớn các bạn. Mình chiên cho nó sơ thì thôi nha, chưa ok. Thì mời các bạn theo dõi thêm nữa nha. Đây là các bạn, mình đã chiên cá sơ rồi các bạn thấy không, đó mình chiên vậy thôi, không có chín, vừa chín thôi, không có chín, chỉ chiên cho bề ngoài để cho nó khử cái mùi tanh nó một cái, cho nó thơm. Rồi cái này mình sắc ra, hành đây mình khử cái tỏi các bạn, đây đây mình thử tỏi á, mọi lượng nó chiếu nhỏ rồi nha. Lý do làm sao? Để cho cái tỏi nó khét, khét con nó tốt. Mình để cái tỏi này nó thơm rồi ta. Làm một cái nồi súp. Là một cái nồi súp. Vô đây, cá. Thì nếu mà mình làm lẩu á,
Tại vì mình nằm ở nhà không có làm lẩu, thì cái mình bỏ mấy cái này vô cái lẩu, thì múc cái súp này nè đổ vô cái lẩu là nó mình cái sực nó được này, là mình ăn nó được rồi. Các bạn, này mình cho nó vô đây luôn. Bây giờ biết mình làm gì không? Mình làm cái một cái này. Đó, lẩu. Một cái lẩu. Đó, mình cắt lẩu, mình cắt cà như vậy các bạn. Lẩu mình làm cái cà khác, mình cắt cái gì nè. Nó ra nó thành cái ăn ngon cái đẹp. Đó, thấy không? Thì một cái dĩa lẩu. Rau. Đẹp đẽ, thấy không? Chỉ đồ cá mình bỏ vô. Thành cái lẩu thôi, mình có cái lẩu mình bỏ vô, mình chơi không có chơi cái lẩu. Mình bỏ ngoài luôn. Mình làm ăn ở nhà mà các bạn, còn nếu mà các bạn làm nha. Làm ngoài á, bỏ cái lẩu vô, đồ còi xong mới ăn cái rau này hết sảy luôn. Thêm nhâm nhi vài cốc củ đế nữa. Làm thêm vài chai bia nữa chứ. Có bia thì cho bia. Đấy. Ui, coi. Hả? Ok, thế là mình bỏ này vô. Ngò này vô. Bỏ ngò cho nó vô. Ok, thank you. Các bạn thấy không? Đó. Đó. Thấy không? Bỏ chút xíu này nè, cho nó lửa lên đầu cho cá nó thấm vô. Đó, quá ngon. Rồi bắt đầu mình ăn cái thấy các bạn thấy ngon không? Một cái lẩu nhậu hết sảy luôn, mời mấy anh em chai rượu. Rượu và bia. Không. Một dĩa rau. Đó, mình ăn xong rồi nếu mình lấy mình cần đó, cái dĩa rau đây nè. Bỏ vô. Dừa lên hoặc hà hai chớ. Anh thấy không? Nói gì? Quá đẹp. Quá ngon. Cá tươi. Đàng hoàng cá biển. Ok. Đó. Để ăn coi nè. Múc tôi cắt cá cho các bạn coi. Thấy không? Thấy cá nó vừa chín đâu. Cái này vừa bỏ vô lẩu là vừa là này. Là kêu là sức farm, sức liền. Mình thử coi cái nước ngon không? Nước ngon chua. Thì mình dùng hai loại, cái này mình dùng hai loại là một niêm các bạn. Một cái Thái với một cái bột niêm Việt Nam được chua. Thì mình hòa hợp với lại thì nó ra cái nó dừa rất là ngon. Kiểu mà dừa theo kiểu Việt Nam mà dừa kiểu Thái thì nó trộn chung lại thì ra nó một cái mùi vị rất là thơm ngon. Nếu các bạn có nào làm thử đi. Nhớ bỏ cái đồ Thái thì ít hơn chút xíu nha. Việt Nam phải bỏ hơi nhiều thì cho nó cái mùi vị cho nó đậm đà hơn. Ok các bạn, vừa mới nấu xong đây, lẩu cá thì mình không có làm, có cái lẩu thì mình cho đồ hết vô đây luôn. Thấy không? Cá thì mình nút cây như này, đó, cái bún đây. Đó, mình gấp vô miếng thử cho các bạn. Đó, bún thấy không? Đó, bún này nè, bún này nè. Đó, cho nó vô cái chén của mình. Đó. Chén lên, nước lên, đó. Đó. À, cá đầu cá này nè ha. Đó. Thì lẩu cá này bỏ lên mình không chơi có cái lẩu. Thì nhà mình có nít mình không có làm lẩu. Mình bỏ cho nó gọn các bạn. Đó, cá đây. Không, cá mình múc ra cho nó chín như vậy nè. Đó, ngon. Bỏ đây. Đó, giá này kia đồ ớt này kia cà nó vô nè ha. Nó nước mắm rồi ha. Đó. Cho chút xíu nước mắm vô. Bạn mời các biết mời biết các bạn nha. Đó. Tự nhiên. Đớp nó đi. Mình thử cái ngon. Lẩu nè. Đớp nó đây. Quá là tuyệt vời ngon. Ok. Thì mời các bạn muốn dùng bữa cơm chiều tối mình. Cái gì hẹn các bạn một cái clip sau nha. Nhớ ủng hộ Tâm Ấp cho mình nha. Ok, bye bye các bạn nha. Bye.